10.000 đồng nha các bạn. Bây giờ mình sẽ thử thách. Đây nha, mình sẽ cho thằng này thưởng thức rất này. Sao? Xa ra một chứ. Sao một tay nè, một tay trước này. Ăn đi à. Sao nếu anh không nói thì cũng được, cứ ăn đi. Ăn đi. Lệ từng trước. Lệ từng trước. Đừng. Bỏ thôi, bỏ thôi. 3.000 một trái cây này. Một trái này. Ăn đi. Chưa lắm luôn nè. Con nuôi hầm, nuôi hầm. Ăn thêm nữa. Thêm thì lượt lượt bé ngang này. 5.000. Đó các bạn, bạn tên nó chưa lắm luôn. Ăn thứ hai nha mọi người. Chưa lắm luôn các bạn ạ. Các bạn thấy chứ. Không nói à. Không nói chả có đúng chịu thua đúng không? Chịu thua rồi. À thằng kia chịu thua rồi. Bây giờ tay lượt thằng đây nha các bạn. Tao lượt thằng đây. Đây tay thằng này ăn nè. Hồi nãy lượt đỉnh nghề chứ. Thế của con. Và còn bao nhiêu đây nha? Đấy. Để thằng này thưởng thức. Đây ăn đây đây. Tỉnh 5 đô. Ăn luôn. Chuồng. Bạn tên của hai thằng này đặt thăm ngày hôm nay là các bạn. Bạn. Bạn ơi, nếu các bạn thấy video của mình hay thì cho mình một like và một share, một đăng ký kênh để ủng hộ team mình nhé, để mình có động lực để làm tiếp video cho các bạn xem. Bây giờ mình cũng xin chào tạm biệt các bạn rồi. Bye bye. Đó các bạn ơi.